Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban liên lạc tiểu đoàn 529 Trung đoàn 5 Quân khu 3 kỷ niệm 50 năm ngày lên đường nhập ngũ. Sau hơn 2 tháng kể từ khi xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại phường Trại Chuối, đến nay quận Hồng Bàng không phát sinh ổ dịch mới, đủ điều kiện để công bố quận không còn dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Trong khi dịch tả lợn châu Phi vẫn đang có những diễn biến phức tạp, thì dịch cúm gia cầm AH5N6 đã xuất hiện tại các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, giáp danh với Hải Phòng. Huyện Tiên Lãng đang tăng cường tuyên truyền phổ biến, nâng cao ý thức phòng dịch cúm gia cầm đến từng hộ chăn nuôi. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cách đây 50 năm, ngày 8 tháng 8 năm 1969, gần 700 thanh niên ưu tú của thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình ở độ tuổi 18 đôi mươi lên đường nhập ngũ với quyết tâm chiến đấu giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Những người lính trẻ được biên chế vào tiểu đoàn 529, trung đoàn 5, quân khu 3. Khi vào chiến trường, đổi phiên hiệu thành đoàn DB2180. Sáng nay, Ban liên lạc tiểu đoàn 529 kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ. Tới dự có các đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trịnh Quang Sử, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng Ban liên lạc tiểu đoàn 529. Sau 4 tháng hành quân, tiểu đoàn vào đến miền Đông Nam Bộ. Ngày 3 tháng 5 năm 1970, tiểu đoàn 529 được bổ sung vào sư đoàn 9, lấy phiên hiệu là đoàn 2180, đơn vị chủ lực cơ động chiến đấu của Bộ Quốc phòng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ, chiến sĩ của đoàn tham gia đánh địch hàng trăm trận, lập được nhiều chiến công. Gần 300 đồng chí đã anh dũng hy sinh, nhiều đồng chí vẫn còn nằm lại chiến trường. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, Sư đoàn 9 vinh dự 2 lần được Đảng Nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có phần đóng góp của cán bộ chiến sĩ đoàn 2180. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhiều cán bộ chiến sĩ của đoàn 2180 trở thành cán bộ cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhiều người là doanh nhân thành đạt. Hơn 90% đồng chí là thương binh, bệnh binh bị nhiễm chất độc da cam, nhiều đồng chí hy sinh chưa tìm thấy hài cốt. Trải qua nửa thế kỷ gắn bó, tình cảm đồng chí, đồng đội vẫn keo sơn thắm thiết. Ban liên lạc thường xuyên tổ chức các hoạt động nghĩa tình, hỗ trợ nhau cùng vươn lên trong cuộc sống, giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam thông tin tới các cựu chiến binh về kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong 7 tháng qua, cảm động, khâm phục trước ý chí quyết tâm của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 529, đoàn 2180 với khát vọng cống hiến tuổi thanh xuân cho nền độc lập tự do của Tổ quốc năm xưa. Và hôm nay lại là những cán bộ, hội viên gương mẫu trong công tác và hoạt động xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp kinh nghiệm và trí tuệ của các cựu chiến binh tiểu đoàn 529 để đưa thành phố ngày càng tiến nhanh, tiến xa, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ký ức Điện Biên, một chuyên đề giao lưu trải nghiệm được dàn dựng công phu do Bảo tàng Thành phố và Hội Truyền thống Chiến sĩ Điện Biên Hải Phòng tổ chức đã mang đến một không gian lịch sử sống động, sự hào hứng trong cách tiếp nhận kiến thức của học sinh và hơn cả là niềm tự hào về truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc trong những năm hoa lửa của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Một sân chơi tập thể mô phỏng việc vận chuyển hàng hóa, lương thực bằng gánh gùi và xe đạp thồ từ hậu phương chi viện cho tiền tuyến. Hàng tấn lương thực và nhu yếu phẩm đã được chuyển vào chiến trường như thế, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng năm xưa, nay được tái hiện bằng chính sự sáng tạo và tình yêu với lịch sử của những học sinh thành phố Hải Phòng. Chứng kiến phần thi chuyển thọ vật chuyển đồ bằng xe thầu vừa rồi thì con mới biết được là cái sự khó khăn và vất vả
mà nặng nhọc mà các cán bộ chiến sĩ cùng với nhân dân ta phải vận chuyển từ hậu phương ra tiền tuyến. Và 50 cân đối với con là chưa bao giờ con nghĩ đến là phải vận chuyển với một cái chặng đường dài như là hơn 4.000 dặm. Con yêu thích nhất là chương trình Nắm Cơm, tại vì bản thân con cũng được trải nghiệm thì con cảm thấy là công việc đó là một công việc rất thú vị. Tuy nhiên thì cũng đòi hỏi người nắm phải thật khéo léo. Chương trình đầy ý nghĩa và càng sống động hơn khi các em được trực tiếp giao lưu với cựu chiến binh của Hội Truyền thống Chiến sĩ Điện Biên Hải Phòng, cùng đắm chìm trong những câu chuyện lịch sử, tình đồng đội và ý chí quật cường của những người lính năm xưa là những bài học sâu sắc, ấn tượng và lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần anh hùng cách mạng đã làm nên chiến thắng chấn động địa cầu năm ấy. Một trong những cái nhiệm vụ mà chúng tôi hướng tới đó là cái việc truyền bá kiến thức lịch sử, không phải chỉ đối với khách tham quan nói chung, và cái đối tượng chính mà chúng tôi cũng xác định đó chính là các cháu học sinh. Thế thì bên cạnh cái hoạt động trải nghiệm như thế này thì chúng tôi thường tổ chức thêm các hoạt động, một là cái tham quan tại bảo tàng phản ánh toàn bộ cái tiến trình lịch sử của thành phố cũng như là của đất nước. Tôi rất là mong muốn là sẽ có sự kết hợp nhiều hơn với các đơn vị như là bảo tàng để các nhà trường sẽ có nhiều cơ hội cho các con tiếp cận hơn với những cái hoạt động ý nghĩa như thế này. Chương trình Ký ức Điện Biên đã đạt hiệu quả tích cực trong việc khơi dậy tình yêu với lịch sử dân tộc ở lứa tuổi học sinh, minh chứng cho sự chung tay để tạo nên một phương pháp dạy và học hiệu quả, thu hút sự quan tâm thực sự của thế hệ trẻ ngày nay. Sự chung tay ấy còn thể hiện tâm huyết, lòng nhiệt thành và niềm khao khát được bảo tồn và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong lịch sử đấu tranh của dân tộc và lưu giữ những giá trị vàng cho thành phố ngày hôm nay. Ủy thác vay vốn qua các cấp hội đoàn thể là biện pháp chủ yếu để truyền tải đồng vốn ưu đãi của chính phủ tới hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó góp phần giúp hội viên của cấp hội nhận ủy thác có cơ hội tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hơn 10 năm trước, 8 triệu đồng được vay theo chương trình tín dụng học sinh sinh viên và 20 triệu đồng theo chương trình cho vay hộ nghèo tiếp cận từ Ngân hàng Chính sách Xã hội An Dương là sự khởi đầu quan trọng giúp gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Thuấn ở thôn Kiều Trung, xã Hồng Thái, huyện An Dương xây dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay. Đấy, và từ cái đồng vốn ấy, từ năm đầu đến năm thứ hai thì tôi tiếp cận đồng vốn cũng phát triển được thì phải nói là cũng rất là hiệu quả. Nhờ đồng vốn ấy thì mình giải quyết được cái công ăn việc làm cho mình, thế rồi cho đi tiền để cho các cháu bây giờ nó còn khó khăn để nó đi học. Việc được tiếp cận 50 triệu đồng vay theo chương trình giải quyết việc làm qua Hội Phụ nữ xã cũng đã giúp bà Nguyễn Thị Ví ở xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy chủ động nguồn nguyên liệu để phục vụ mô hình thu gom tái chế phế liệu. Vay ở ngoài thì nó lãi suất nó cao hơn. Ngân hàng xã hội hỗ trợ chúng tôi là phát triển kinh tế, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho gia đình. Để thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, các hội đoàn thể và chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân tiếp cận, thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp hộ vay nâng cao nhận thức và cách thức làm ăn trong cơ chế thị trường, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Có những đồng chí chỉ sau một thời gian 3-4 tháng tiếp cận, các đồng chí nói là với một cái đồng vốn còn đang rất khiêm tốn như thế này, thì chúng tôi đã thay đổi cuộc sống gia đình. Giàu thì chưa có, nhưng mà đổi mới thay đổi cuộc sống gia đình. Ở nông thôn thì nuôi cá, nuôi trồng, rồi chăn nuôi. Đấy, thì các đồng chí, một gia đình các đồng chí có 50 triệu, đã có thể tổ chức cho nuôi cá, nuôi vịt, đấy, nuôi lợn, đời sống đã được nâng lên. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hải Phòng đang thực hiện cho vay 10 chương trình tín dụng ưu đãi, tổng dư nợ đạt hơn 2.800 tỷ đồng, với gần 124.000 hộ còn dư nợ. Trong đó, nguồn vốn ủy thác qua 4 tổ chức hội đoàn thể là Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên chiếm hơn 99%. Sau hơn 2 tháng kể từ khi xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại phường Trại Chuối, đến nay quận Hồng Bàng không phát sinh ổ dịch mới, đủ điều kiện để công bố quận không còn dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Khi xuất hiện ổ dịch tả lợn đầu tiên trên địa bàn ở một hộ chăn nuôi tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng đã tổng rà soát các hộ chăn nuôi lợn. Quận có 41 hộ chăn nuôi lợn với tổng đàn gần 400 con, tập trung tại 5 phường: Quán Toan, Hùng Vương, Sở Dầu, Trại Chuối và Thượng Lý. Đến nay, do chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các đơn vị chức năng phối hợp với các hộ dân chủ động biện pháp phòng tránh dịch bệnh, nên các phường của quận Hồng Bàng không phát sinh ổ dịch tả lợn châu Phi mới. Đến thời điểm này,
quận chỉ còn 27 hộ chăn nuôi 220 con lợn tại 3 phường Sở Dầu, Quán Toan và Hùng Vương. Mặc dù không còn dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, song Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật quận Hồng Bàng cùng các phường vẫn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cho đàn lợn. Ngoài tăng cường sức đề kháng cho đàn lợn, các gia đình còn phun thuốc khử trùng tiêu độc chuồng trại thường xuyên. Trong khi dịch tả lợn châu Phi đang có những diễn biến phức tạp, thì dịch cúm gia cầm AH5N6 đã xuất hiện tại các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, giáp danh với Hải Phòng. Là địa phương có tổng đàn gia cầm lớn, bên cạnh việc tập trung cao cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tiên Lãng cũng đang tăng cường tuyên truyền phổ biến, nâng cao ý thức phòng dịch cúm gia cầm đến từng hộ chăn nuôi. Khởi Nghĩa là một trong những xã có số trang trại lớn nhất trên địa bàn huyện Tiên Lãng với 48 trang trại gà, quy mô từ 3.000 đến 8.000 con, 23 trang trại quy mô từ 500 đến 2.000 con. Mặc dù là địa bàn có số hộ chăn nuôi lớn, song những năm qua, xã chưa từng bị dịch cúm gia cầm do công tác phòng chống dịch được địa phương và các hộ chăn nuôi tuân thủ đầy đủ quy trình, không lơ là chủ quan. Riêng công tác phòng chống dịch cúm gia cầm là địa phương đã triển khai trên cơ sở là thông báo tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cũng như là cử cán bộ chuyên môn đến để nhắc nhở cũng như thông báo đối với các chủ trang trại để làm tốt công tác là vệ sinh chuồng trại. Những ngày này khi nguy cơ dịch cúm gia cầm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đe dọa đến thiệt hại đàn vịt hơn 1.000 con đang kỳ thu hoạch trứng, nhất là khi trên địa bàn xã đã từng bị dịch cúm gia cầm. Gia đình ông Nguyễn Thế Hón ở xã Tây Hưng đặc biệt quan tâm đến công tác phòng dịch, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tiêm phòng, giữ vệ sinh chuồng trại. Gia đình chúng tôi bắt con giống về khâu tiêm phòng dịch, phòng chống dịch cúm gia cầm này, nói chung là đều đặn. 20 ngày tiêm phòng dịch tả rồi, một tháng 30 ngày thì phòng H5N1 vệ sinh chuồng trại thường xuyên. Huyện Tiên Lãng hiện có 2,2 triệu con gia cầm, trong đó đàn vịt là 400.000 con, tập trung chủ yếu ở 6 xã phía Nam. Xác định giữ an toàn dịch bệnh cho đàn gia cầm là nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm hiệu quả sản xuất của bà con nông dân, nên công tác phòng chống dịch đang được các ban ngành đơn vị của huyện quan tâm. Đến hôm nay chúng tôi đã tiêm được trên 90% số vaccine theo kế hoạch. Và song song với các cái biện pháp tiêm phòng thì một vụ thì chúng tôi bố trí các cái đợt tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc và phun khử trùng tiêu độc trên đàn vật nuôi và giám sát các cái việc nhập đàn cũng như là xuất ra khỏi địa phương. Hiện tại, dịch cúm gia cầm vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Theo khuyến cáo, để nâng cao hiệu quả phòng dịch, cùng với việc phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chuyên môn với chính quyền các xã thị trấn trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn hộ nuôi, các biện pháp phòng dịch, thì mỗi hộ chăn nuôi cần chủ động ngay từ khâu xây dựng chuồng trại, bảo đảm tiêu chuẩn, hợp vệ sinh, chăm sóc đàn gia cầm đúng quy định. 575 tuyến ngõ được nâng cấp cải tạo với hơn 8.500 tấn xi măng được thành phố hỗ trợ, nhân dân đóng góp hơn 25 tỷ đồng. Đó là kết quả của quận Hải An trong thực hiện nghị quyết số 05 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15 về cơ chế hỗ trợ vật tư xi măng, gạch lát, vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh để cải tạo nâng cấp hè đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố, khẳng định chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Cứ mưa là ngập. Vài chục hộ dân của ngõ 580 Ngô Gia Tự thuộc tổ dân phố số 16, phường Thành Tô luôn sống trong cảnh nơm nớp lo lắng mỗi khi mùa mưa đến. Khi nhận được chủ trương hỗ trợ xi măng, gạch lát vỉa hè của thành phố, gần 20 hộ dân trong ngõ đã đóng góp mỗi hộ từ 3 đến 10 triệu đồng mua cát đá, thuê nhân công xây dựng tuyến ngõ dài hơn 230m, chiều rộng 3,5m, khang trang sạch đẹp. Đây cũng là tuyến ngõ cuối cùng của phường Thành Tô hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo, đưa tổng số ngõ được làm mới lên 41 ngõ. Như vậy, từ khi triển khai nghị quyết đến nay, quận Hải An đã cải tạo được 575 ngõ với chiều dài 47,7 km. Thành phố hỗ trợ hơn 8.500 tấn xi măng, tổng chi phí khoảng 38 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 25,5 tỷ đồng. Cùng với đóng góp kinh phí, 74 hộ dân đã hiến 717m2 đất để mở rộng ngõ thêm phong quang, sạch đẹp. Về cái nghị quyết 05 của thành phố mà, thì tôi chỉ dùng hai chữ thôi, tuyệt vời. Khi mà nghị quyết
mà dùng xi măng để cấp cho các mỏ, các phường. Đây là một cái nghị quyết rất đúng đắn, phù hợp với lòng dân. Mà ai cũng là mong muốn như thế, mà làm được như thế là dân người ta rất phấn khởi. Thực hiện nghị quyết 05 đấy, tôi cảm nhận đó là một cái tác dụng đòn bẩy. Nhà nước bỏ ra 1 triệu, tức là thành phố bỏ 1 triệu, thì dân ta bỏ hàng trăm triệu. Trước đây không có đâu. Hầu như 100% là bà con đã đồng tình, đồng thuận cái quan điểm này của Hội đồng nhân dân phố. Cùng với cải tạo ngõ, gần 300 tuyến đường ngõ trên địa bàn quận cũng được thành phố hỗ trợ 1,1 tỷ đồng, lắp đặt 255 pha đèn, nhân dân đóng góp gần 700 triệu đồng. Hơn 460 cây xanh được thành phố hỗ trợ trồng phủ xanh các tuyến đường, tạo diện mạo mới cho đô thị. Tuy nhiên, công tác xã hội hóa trong việc trồng cây xanh tại địa phương chưa thực sự hiệu quả, tiến độ trồng cây chưa thu được kết quả nổi bật. Trong quá trình trồng, do chưa nắm rõ được quy trình chăm sóc, ảnh hưởng của thời tiết khiến 118 cây bị chết. Ủy ban nhân dân quận đã phối hợp với các đơn vị cung ứng cây xanh kịp thời trồng thay thế, bổ sung. Bên cạnh đó, một số tuyến đường của phường Đông Hải 1 và Tràng Cát đã hoàn thành việc huy động xã hội hóa nhưng chưa có gạch lát vỉa hè. Trong phần tiếp theo của chương trình, lại xuất hiện tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm, biến đổi màu bất thường tại kênh Cẩm Văn 2, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão. Nhưng hiện nay các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định làm rõ được nguồn phát thải gây ô nhiễm. Những thông tin hữu ích cho mọi người khi tham gia giao thông vào mùa mưa. Thưa quý vị, điểm lại những sự kiện đáng chú ý, những con số ấn tượng trong tuần, phản ánh những vấn đề nóng đang thu hút sự quan tâm của dư luận cùng với các chỉ dẫn và cảnh báo bám sát đời sống dân sinh để giúp quý vị có thêm thông tin chuyển động cùng nhịp sống hàng ngày. Đó là nội dung của mục Theo dòng thời sự tuần này. Mời quý vị đến với phần tổng hợp và bình luận của biên tập viên Ngọc Lai. Xin mời anh. Xin cảm ơn biên tập viên Hoàng Việt và Thiên Trang. Kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi sẽ bắt đầu mục Theo dòng thời sự tuần này với phần điểm các thông tin và sự kiện nổi bật trong tuần. Nhờ chủ động tích cực triển khai các biện pháp phòng chống bão số 3, thành phố Hải Phòng đã hạn chế được đến mức tối đa hậu quả của bão gây ra trên địa bàn thành phố. Đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng vào đêm mùng 2 sáng mùng 3 tháng 8 và nhanh chóng suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới, nên bão số 3 không gây thiệt hại lớn cho Hải Phòng. Các huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cát Hải có gió mạnh, mưa vừa và sóng lớn nhưng không gây thiệt hại về người và tài sản. Nhờ chủ động các biện pháp phòng chống bão nên sản xuất nông nghiệp và thủy sản của thành phố hầu như không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bão số 3 gây mưa lớn liên tục nhiều giờ khiến cho khu vực nội thành xảy ra ngập lụt tại nhiều tuyến phố, hơn 30 cây xanh bị bật gốc và hơn 88.000 khách hàng bị mất điện do sự cố trên 17 tuyến dây trung thế và hạ thế. Ngay trong ngày hôm qua, các sự cố về điện, cây xanh, thoát nước đã được khắc phục kịp thời, bảo đảm an toàn giao thông và sinh hoạt trở lại bình thường cho người dân thành phố. Trong tháng 7 và 7 tháng qua, tình hình kinh tế xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển. Nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu duy trì tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 7, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP ước tăng 26,31%. Sản lượng hàng qua cảng đạt 10,97 triệu tấn, tăng 22,35%. Thu hút khách du lịch tăng 20,03%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt gần 7.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa hơn 2.300 tỷ đồng. Qua 7 tháng, thu ngân sách nội địa đạt 14.550 tỷ đồng, tăng 24,7%. Công tác hỗ trợ xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã tổ chức tốt nhiều hoạt động tri ân, kỷ niệm nhân dịp 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Về giáo dục, thành phố có một học sinh đoạt huy chương vàng kỳ thi Olympic toán học quốc tế. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đây là lô hàng linh kiện điện thoại nhập khẩu từ Trung Quốc, vừa bị Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 bắt giữ. Số hàng này được khai trong tờ khai là sản xuất xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng trên các thiết bị đều ghi xuất xứ Việt Nam, nhãn tiếng Việt. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm linh kiện điện thoại nhập từ Trung Quốc có ghi sẵn dòng chữ Made in Việt Nam và cả ký hiệu mã vạch của Việt Nam, đầu mã vạch 893. Hàng do một công ty có trụ sở tại Hà Nội ủy thác cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Bảo Phát Imex ở phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn làm thủ tục nhập khẩu. Khi làm thủ tục, công ty này xuất trình cơ quan hải quan giấy chứng nhận xuất xứ CO mẫu E xuất xứ Trung Quốc. Theo cơ quan hải quan, container linh kiện điện thoại có trị giá cả tỷ đồng, nên khi doanh nghiệp xuất trình giấy chứng nhận xuất xứ mẫu E của Trung Quốc thì lô hàng sẽ mặc định được hưởng thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%. Ngoài ra, nếu bán hết số hàng này thì doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng VAT là 10% trên giá trị lô hàng, tương đương hàng trăm triệu đồng tiền thuế VAT của nhà nước sẽ bị chiếm dụng.
Xin được nhắc lại rằng đây chỉ là một trong nhiều vụ vi phạm về nhãn hàng hóa CO Made in Việt Nam mà doanh nghiệp nước ngoài cấu kết với doanh nghiệp trong nước để trục lợi vừa bị phát hiện. Thời gian gần đây, Ban chỉ đạo 389 của thành phố về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã phát hiện nhiều hành vi gian lận về giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa, gọi tắt là CO, để được ưu đãi khi Việt Nam tham gia các hiệp định EVFTA và EVIPA để hưởng lợi bất chính, không chỉ gây thất thoát lớn về thuế xuất khẩu và hoàn thuế giá trị gia tăng, mà còn ảnh hưởng lớn đến uy tín, thương hiệu của Việt Nam. Qua đường dây nóng 0889 870 870 của Ban Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, chúng tôi nhận được phản ánh của người dân thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn về việc nước kênh Cẩm Văn 2 nghi bị các doanh nghiệp gần đó xả thải làm ô nhiễm. Nguồn nước xuất hiện màu vàng đục hoặc đỏ sậm khiến người dân rất hoang mang, lo lắng. Hiện tượng nước kênh Cẩm Văn 2, xã Quốc Tuấn chuyển màu vàng đậm hoặc đỏ, có váng bọt bất thường đã xảy ra 4 lần từ năm 2017 đến nay và diễn ra không liên tục, mỗi lần chỉ trong vòng từ 1 đến 2 ngày. Gần đây nhất, trong các ngày 26 tháng 6, 30 tháng 6 và 20 tháng 7, kênh Cẩm Văn 2 lại xuất hiện hiện tượng nước chuyển màu vàng đậm. Trên mặt nước nổi nhiều váng bọt kéo dài gần 4 km dọc chiều dài kênh. Nghi ngờ nguồn nước bị ô nhiễm, các hộ dân xã Quốc Tuấn không dám sử dụng nguồn nước này để tưới tiêu, sinh hoạt. Còn nhà máy nước Hạ Câu, vốn dùng nguồn nước thô từ kênh để sản xuất nước sạch, cung cấp cho hơn 300 hộ dân trong thôn, cũng phải tạm dừng sản xuất. Kênh Cẩm Văn 2 là một nhánh của sông Đa Độ, nguồn cung cấp nước thô cho sản xuất nước sạch sinh hoạt của thành phố. Từ trước giờ thì nguồn nước đầu vào, lấy được cái nhánh ở sông Đa Độ thì nguồn nước đầu vào rất đảm bảo. Nhưng cái thời gian gần đây xuất hiện cái màu vàng đục là không đảm bảo cái nguồn nước đầu vào cho nhà máy, rất là ô nhiễm. Thì nhà máy phải dừng hoạt động là mấy ngày để cho nước bớt cái màu vàng thì nhà máy mới hoạt động được tiếp. Xung quanh kênh Cẩm Văn 2 hiện có 4 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh là công ty cổ phần mạ kẽm Amex, công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amex, công ty cổ phần thương mại Amex và công ty cổ phần Lilama 692. Năm 2017, khi nước kênh Cẩm Văn 2 chuyển màu bất thường, Ủy ban Nhân dân huyện An Lão đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường và việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại 4 công ty nói trên, đồng thời ban hành công văn yêu cầu cả 4 công ty phải thu gom triệt để, xử lý đạt quy chuẩn nước thải phát sinh, khắc phục ngay các sự cố rò rỉ nước thải sản xuất nếu có. Sau các biện pháp giải quyết của huyện An Lão, thì từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019, nước kênh Cẩm Văn 2 không còn hiện tượng chuyển màu bất thường nữa. Tuy nhiên, trong các ngày 26, 30 tháng 6 và 20 tháng 7 vừa qua, nước lại xuất hiện tình trạng trên. Ủy ban Nhân dân huyện An Lão và xã Quốc Tuấn đã kiểm tra, đề nghị Trung tâm Quan trắc Sở Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu nước để phân tích. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, không xác định được nguồn phát thải, không thực hiện được việc lấy mẫu nước phân tích và cũng không xác định được đối tượng gây tình trạng trên. Chúng tôi cũng đã xuống địa bàn nhưng mà cũng chưa phát hiện ra xem là nó cái nguồn nước nó ở đâu nó thải về. Chúng tôi chưa khẳng định được. Thì tới đây chúng tôi cũng đề nghị Ủy ban dân huyện cùng với công an huyện và phòng tài nguyên môi trường tiến hành để xác minh làm rõ cái việc này mà không để cho cái nguồn nước này họ xả thải tái phạm nữa. Bước đầu, các cơ quan chức năng huyện An Lão nhận định tình trạng nước kênh Cẩm Văn 2 chuyển màu bất thường là do tình trạng xả thải, không phải do tự nhiên. Tuy nhiên, do không bắt được quả tang đối tượng gây ô nhiễm, không phát hiện và xác định được nguồn phát thải trực tiếp vào kênh, nên không thể xác định rõ nguyên nhân gây hiện tượng trên. Gần cái khu vực và cầu Quốc Tuấn xuống ấy, thì nó có một cái màu rất là đậm. Vì là chắc là cái chỗ đấy không biết là chắc là gần cái nơi xả ra thì nó mới bị đậm đặc thế. Còn về đến nhà khu vực nhà máy nước thì là nó có màu nhạt đi một chút. Riêng tình trạng này thì không biết là nó độc hại như nào. Vì dân chúng tôi cũng chưa thể là biết được. Mà chỉ thấy được là cái màu nước nó khác lạ và cá chết, ốc chết thì chắc chắn là nó sẽ có ảnh hưởng đến độc hại cho người dân sau này. Mà trực tiếp cái nguồn nước này là cung cấp nước sạch cho các hộ dân chúng tôi. Hiện nay, để xác định rõ nguồn phát thải, nguyên nhân gây ra hiện tượng nước đổi màu bất thường, để giữ gìn môi trường, bảo đảm nguồn nước phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt của nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện An Lão đang đề nghị các cơ quan chức năng thành phố tiến hành điều tra xác minh, làm rõ nguồn xả thải gây ô nhiễm môi trường nêu trên và có biện pháp xử lý nghiêm. Ngay khi có kết quả điều tra của các cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 tới,
Nghị định 58 năm 2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo nghị định này, mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng, cao hơn mức hiện tại 109.000 đồng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh sẽ được hưởng mức trợ cấp tối thiểu 1.094.000 đồng, tối đa 5.207.000 đồng. Thương binh loại B được trợ cấp tối thiểu 904.000 đồng, tối đa 4.308.000 đồng. Thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, có vết thương đặc biệt nặng, hưởng phụ cấp 1.670.000 đồng. Bệnh binh sẽ được hưởng trợ cấp tối thiểu 1.695.000 đồng, tối đa 2.086.000 đồng. Một thông tin đáng quan tâm dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đó là Nghị định số 45 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 vừa qua. Theo đó, phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng nếu tranh giành khách du lịch hoặc nài ép khách du lịch mua hàng hóa dịch vụ, phân biệt đối xử với khách du lịch, không thực hiện đúng chế độ báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng nếu không thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện tai nạn hoặc rủi ro, sự cố xảy ra với khách du lịch. Không giải quyết kiến nghị phản ánh của khách du lịch trong phạm vi quản lý, thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch. Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng nếu không phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cứu hộ, cứu nạn cho khách du lịch. Phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng đối với hành vi không áp dụng biện pháp bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch. Các mức phạt trên sẽ gấp 2 lần nếu do tổ chức thực hiện. Tháng 7, tháng 8 hàng năm là thời gian cao điểm mùa mưa bão. Để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, quý vị và các bạn cần lưu ý những chú ý sau. Người điều khiển xe máy, xe đạp nên lựa chọn áo mưa bộ thay cho áo mưa cánh rơi để thoải mái cử động khi di chuyển, giảm thiểu nguy cơ vạt áo mưa có thể mắc vào các chướng ngại vật, các phương tiện khác cùng lưu thông trên đường, hoặc dễ bị gió tạt gây cản trở tầm nhìn trong điều kiện thời tiết có gió lớn. Nếu sử dụng áo mưa cánh rơi, cần bảo đảm các yếu tố, cố định tà áo mưa trước, tránh để bị gió thổi ngược lên che khuất tầm nhìn, không để áo mưa trùm lên đèn chiếu sáng, đèn chuyển hướng, gương chiếu hậu. Tà áo mưa sau cần lót lên yên xe và cố định bằng cách ngồi lên, tránh trường hợp tà áo mưa bị cuốn vào bánh xe hoặc mắc vào các phương tiện khác. Nếu đang di chuyển trên đường và buộc phải trú mưa, nên chọn các điểm trú mưa kiên cố như hiên nhà, các công trình lớn, tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây, những nơi gần cột điện, trạm điện hay dưới gầm cầu vượt, hầm chui, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Người điều khiển phương tiện cần chủ động lịch trình, tránh các điểm ngập lụt sâu. Nếu buộc phải đi vào các điểm ngập nước, cần giảm tốc độ, quan sát các hướng và giữ khoảng cách với các xe đi bên cạnh, đề phòng nguy cơ xảy ra va chạm. Vừa rồi là mục theo dòng thời sự phát sóng trong chương trình thời sự tối chủ nhật hàng tuần. Mọi ý kiến và thông tin phản ánh về vấn đề quý vị quan tâm, xin gọi đến đường dây nóng của Ban Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng 0889 870 870. Còn bây giờ, xin được tiếp tục chương trình thời sự. Theo thông tin từ trạm thu phí Taxco Hải Phòng thì từ tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 7 vừa qua có trên 3.600 lượt phương tiện đâm barrier, bám đuôi và có hành vi chống đối khi đi qua trạm thu phí trên tuyến quốc lộ 10. Riêng hành vi đâm barrier có gần 30 lần gây hỏng buộc trạm thu phí phải sửa chữa. Trước tình trạng này, phía công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp xử lý nhằm bảo đảm việc thu phí đúng luật và an toàn. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Taxco Hải Phòng và công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC sớm ra soát, hoàn thiện hệ thống biển báo giao thông tại khu vực trạm thu phí. Bên cạnh đó, các đơn vị trên cần tăng cường, bổ sung thêm nhân lực điều phối, phân làn và phát hiện dấu hiệu vi phạm để phối hợp với các lực lượng chức năng có biện pháp xử lý vi phạm kịp thời. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố xử lý vi phạm tại trạm thu phí, cung cấp dữ liệu liên quan cho các cơ quan chức năng để phục vụ tuyên truyền và xử lý vi phạm. Trong thời gian vừa rồi thì trạm và bên công ty Taxco và VEC cũng đã phối hợp với các ban ngành của thành phố và bên cảnh giao thông và bên công an huyện cũng đã có xử lý một số những hành vi là vi phạm đã đưa về huyện và cũng xử lý xử phạt. Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống biển báo giao thông tại trạm thu phí theo quy định. Tích cực tuyên truyền đến các doanh nghiệp vận tải, kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải và yêu cầu các doanh nghiệp cam kết chỉ đạo lái xe thực hiện đúng quy định khi phương tiện lưu thông qua trạm thu phí. Đồng thời, công an thành phố tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định,
bố trí lực lượng vào các thời điểm phù hợp trong ngày để phối hợp phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông và xử lý vi phạm. Chúng tôi sẽ phối kết hợp với công an huyện Tiên Lãng để những cái trường hợp mà cố tình vượt trạm thì chúng tôi sẽ có cái nhiệm vụ là dừng kiểm tra giấy tờ và sẽ gửi lại cho công an huyện Tiên Lãng để làm hồ sơ để xử lý. Còn về chức năng nhiệm vụ với những cái trường hợp mà vượt trạm thì theo thông tư quy định là chúng tôi không có cái chức năng nhiệm vụ để xử lý những cái xe vượt trạm. Thời gian tới, công an thành phố sẽ tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng nghiên cứu, xem xét và đối chiếu hành vi vi phạm trên với các quy định của pháp luật hiện hành để xử lý nhằm đẩy mạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại trạm thu phí trên quốc lộ 10. Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc chương trình thời sự tối nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù cơn bão số 3 đã đi qua nhưng do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới nên ngày hôm nay tại hầu khắp các khu vực của thành phố Hải Phòng vẫn có mưa rải rác. Thời tiết khá mát mẻ với nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Hiện tại hình ảnh mây radar thời tiết cho thấy trên khu vực các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng đang tồn tại những ổ mây đối lưu gây mưa rào và dông. Vì vậy, đêm nay và ngày mai, hình thái thời tiết mưa dông trên diện rộng được dự báo sẽ tiếp tục duy trì tại khu vực các tỉnh phía Bắc và Đông Bắc Bộ, trong đó có Hải Phòng, với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 30 độ. Quý vị và các bạn cần lưu ý mang theo ô và áo mưa khi ra ngoài, đồng thời chú ý bảo đảm sức khỏe, phòng tránh cảm lạnh trong điều kiện thời tiết thất thường như hiện nay. Còn ngay sau đây như thường lệ sẽ là những dự báo chi tiết cho khu vực Hải Phòng đêm nay và ngày mai.